Xin chào cả nhà, hôm nay Khanh giới thiệu cho cả nhà cái xe V60. Đây là V60 nhập khẩu nguyên chiếc từ Thụy Điển, với gói nội thất là Amber, tức là cái màu vàng da bò. Thì đây là mẫu 2023. Mẫu 2023 thì nó sẽ khác nhau một vài điểm so với mẫu 2022. Hiện tại giá bán của mẫu 2023 là 2.690.000.000. Còn chi phí lăn bánh thì tùy theo địa phương sẽ dao động thuế 10% đến thuế 12% tùy theo địa phương nha. Còn phí biển số thì là 1 triệu cho tới 20 triệu cũng tùy theo địa phương. Để các chi phí còn lại đăng kiểm, đóng thuế lưu hành đóng phí lưu hành đường bộ thì sẽ giống nhau hoàn toàn. Cái xe 2023 thì sẽ đổi kiểu mâm so với xe 2022. Kiểu mâm nó khá đẹp. Kích thước mâm thì vẫn là mâm 19 235 45 R19. Và đối với cái xe 2023 thì hiện tại là động cơ của nó vẫn là giữ nguyên, là động cơ B5. Đây, động cơ B5. B5 với hệ dẫn động AVKD. Tất cả các xe Volvo hiện tại đang bán tại Việt Nam đều là dẫn động AVKD hết, tức là dẫn động hai cầu toàn thời gian. Và đối với động cơ bắt đầu từ chữ B, nó sẽ là động cơ hybrid, tức là sẽ có thêm bộ pin để giúp cho cái chiếc xe nó tăng tốc mượt hơn, bốc hơn và giảm độ trễ chân ga, tiết kiệm nhiên liệu so với động cơ bắt đầu bằng chữ T, trừ T8, bắt đầu bằng chữ T nha. Tức là số 5 có nghĩa là đại diện cho công suất, số 5 là 250 mã, số 6 là 300 mã lực. Nhưng ở chữ T thì không có hybrid, còn chữ B nó là động cơ có hybrid. Đối với cái dòng Road Country này, nó là một cái chiếc xe kết hợp giữa SUV và sedan. Tại sao Khanh dùng từ SUV và sedan? Bởi vì cái phần cốp sau của nó rất là rộng, mình có thể chứa được rất là nhiều đồ. Một cốp rộng và cao của một chiếc sedan, tất cả cốp điện hết. Và phần nội thất ở phía trong thì nó sẽ là nội thất của một chiếc xe sedan. Đây, màu amber và da nó là da Nappa. Thì mình sẽ có hệ thống điều hòa là 4 vùng độc lập. Đây là hệ thống điều hòa 4 vùng độc lập nè. Rồi có thêm một cái cổng USB nhỏ phía dưới. Ở đây là trục cắt đăng dành cho chiếc xe 2 cầu. Tại vì xe Volvo được thiết kế có nguồn gốc từ Bắc Âu. Và những cái nơi mà gọi là đi thường đi tuyết thì đi tuyết nó có một cái tiêu chuẩn, đó là xe 2 cầu. Xe 1 cầu đi tuyết không được. Đây là cái ba ga mui để cho mình có thể để những cái khay hành lý ở phía trên. Thường cái xe này á, ở châu Âu họ đi rất là nhiều, họ dùng để đi gia đình. Bởi vì á, cái gầm của nó là gầm SUV, gầm một góc thoát rất là lớn. Quý anh chị nhìn cái góc thoát nè, đây góc thoát nó rất là lớn, mình có thể đi được rất là nhiều địa hình. Rồi đây là cái phần nội thất của xe. Ghế của nó sẽ là da Nappa, giống như hồi nãy Khanh chia sẻ, có làm mát và có sấy lưng ghế. Và đối với cái thế hệ mới này thì nó sẽ thay đổi thêm cái hệ thống điều hòa. Đây, hệ thống điều hòa của xe. Cái này nó cao cấp hơn cái thế hệ cũ. Rồi, thế hệ mới mình sẽ có thêm một cái eSIM. Đây, eSIM này nó có tác dụng, đó là điều khiển cái chiếc xe thông qua ứng dụng Volvo Car. Volvo Car nó sẽ cho phép nhà mình lóc cửa, mở lóc cửa từ xa, không bị giới hạn khoảng cách. Bởi vì miễn sao có 3G là nó kết nối được. Tại vì xe này mình đã có kết nối 3G và dữ liệu được miễn phí, mình không phải trả tiền. Tức là mình sẽ không phải lo lắng về cái việc mà xài một thời gian thì cái này mình không xài được nữa. Rồi mình có thể là kích hoạt máy lạnh từ xa. Đối với Volvo thì họ sẽ không làm đề nổ từ xa, tại vì mục tiêu đề nổ từ xa là để chạy cái máy lạnh. Volvo họ kích hoạt máy lạnh từ xa bởi vì máy lạnh của Volvo chạy bằng điện chứ không có chạy bằng dòng tua của máy. Rồi. Đây là cần số pha lê. Đối với cái việc mà nổ máy từ xa thì sẽ không an toàn trong một số trường hợp mà mình để ở trong chỗ kính, hoặc là mình không kiểm soát được là khu vực đó có trẻ em hay là có người ngồi hay không. Nếu mà mình nổ máy lên mà mình không kiểm soát được thì nguy cơ nguy hiểm nó rất là cao. Thành ra Volvo tính đến những cái yếu tố an toàn đó, dẫn đến câu chuyện là xe Volvo kích hoạt máy lạnh từ xa thông qua hệ thống điện
và nó chạy bằng hệ thống điện trên xe. Tại vì xe mình là nó có cái bộ pin hybrid á, thành ra là nó chạy là khá ổn, chứ không phải đến nỗi giống như mà mình nghĩ là xài bằng cái bộ pin bộ bình 12V là kéo nổi cái hệ thống đề đâu, không thể nào. Rồi, bây giờ Khanh sẽ mở nắp capo cho mình coi cái khối động cơ. Các chi tiết khác là camera 360 độ, hệ thống phanh radar giữ khoảng cách là xe Volvo tất cả đều có hết. Đây là động cơ, khối động cơ của xe 250 mã lực và có thêm bộ pin hybrid. Capo của Volvo làm bằng vật liệu nhôm, chúng ta sẽ không thấy các đường ron chỉ cửa đâu. Chiếc này là chiếc xe nhập nguyên chiếc từ Thụy Điển, V60 Cross Country màu đen. Rồi. Cảm ơn cả nhà đã luôn quan tâm theo dõi các video của Khanh. Hẹn gặp lại ở nhiều video sau nha.